xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm clip phân biệt chim bồ câu chống ái cho mọi người luôn. Trên YouTube thì mình cũng làm một số video rồi, nhưng mà vẫn có rất nhiều bà con hỏi lại mình. Thì hôm nay mình làm lại một clip mới toanh luôn để phục vụ nội dung phân biệt chống ái cho chim bồ câu. Thì mình sẽ làm tất cả những cái cách để phân biệt luôn, để mọi người mà dễ ở cách nào thì mọi người cứ làm theo cách đó và áp dụng đúng cái của mình thì đảm bảo 100% mọi người sẽ phân biệt chim bồ câu chống ái thành công nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giúp mọi người phân biệt chống ái ở cái cặp mà đang sinh sản rồi. Ví dụ như là cặp chim bồ câu này đi, mình lấy ví dụ đi, nó đang nuôi con nhé. Thì đối với con chim bồ câu trống á, khi mà nhiều người nuôi chưa quen á, thì mọi người đâu có biết đây là con chim bồ câu trống hay là chim bồ câu mái đâu. Thì để biết con này là con trống hay con mái á, thì mình thứ nhất là mình sẽ nhìn vào cái mỏ của con chim bồ câu nha. Chim bồ câu trống á, thì mỏ ngắn nha, và có xu hướng là thẳng, và cái nhân trung á, là cái khía ở ngay cái mỏ của nó mọi người này, thì nó không có cái độ sâu bằng con chim bồ câu mái. Rồi, đây bây giờ mình cầm con mái cho mọi người xem luôn. Con mái này, cái mỏ của nó nhé, cái mỏ của nó dài hơn và nó có cái xu hướng hơi quặp xuống một tí, chứ nó không có thẳng băng như con chim bồ câu trống nha. Và cái khía ở chỗ nhân trung của nó thì nó sẽ sâu hơn một tí. Rồi, cái cách đầu tiên á là mình sẽ nhìn cái mỏ của con chim bồ câu. Còn cái cách thứ hai mình chỉ cho mọi người biết luôn, có nghĩa là mình không cần cầm con chim bồ câu lên, nhưng mà mình nhìn nó một cái mình biết nó liền bồ câu trong mái trong vòng một nốt nhạc. Cho mọi người xem như cặp này đi, mình lấy ví dụ nha. Con chim bồ câu trống á thì đầu nó sẽ to hơn nha, mình nhìn vào cái đầu đó. Còn con chim bồ câu mái á, cái đầu nó sẽ nhỏ hơn. Mọi người cứ nhìn vào cái đầu của nó thôi là mình sẽ biết liền chim bồ câu chống mái. Còn nếu như mọi người mà nhìn mà khó phân biệt trong một có thể là trong một cái chuồng quần thể cả hàng trăm cặp đi, thì mình không có biết được, là khó nhìn cái đầu con chim bồ câu này với chim bồ câu kia, có thể là nó ở trong cái độ tuổi khác nhau thì mọi người khó nhìn, thì cái cách tuyệt chiêu luôn thì chỉ mọi người này. Đây là chim bồ câu ở độ tuổi 2 đến 3 tháng tuổi nhé. Cái hồi nãy là chim bồ câu đang sinh sản á. Và chim bồ câu ở cái độ tuổi 2 đến 3 tháng tuổi này thì phân biệt mới khó này. Rồi, cái cách này thì chắc chắn là mình phải cầm con chim bồ câu lên nhé. Mình bắt nó lên, mình sờ vào đây này, cái khe háng của nó này. Rồi, khe háng của nó. Con này khe háng rất là rộng, nó chui tọt vừa cái đốt ngón tay của mình luôn. Thì đây là con chim bồ câu mái nha. Rồi, đây này, cái mỏ của nó có xuống cặp xuống mà dài hơn mà này. Rồi, cho mọi người xem luôn con trống này, thì cái xương của nó rất hẹp và không có chui vừa cái đốt ngón tay của mình luôn, không có chui vừa luôn á. Đây thì mọi người hiểu đơn giản và nôm na, nếu như mà cái khe chỗ cái hậu môn con chim bồ câu á, thì nó to thì nó mới để chui tọt được quả trứng ra ngoài. Nếu mà nó hẹp thì chắc chắn mọi người luôn, không thể nào nó chui ra. Thì là nếu khe hẹp á, nó là con trống, còn cái khe rộng thì đó là con mái. Còn bây giờ mình chỉ cho mọi người cái cách mà ở trong chính cái chuồng con chim bồ câu, nếu mà bà con nào mà sử dụng mà ấp tự nhiên, không sử dụng máy ấp trứng, thì mình có biết là cái hai quả trứng vừa mới nở ở đó nó có phải là chống mái hay không. Đây cho mọi người xem,
lấy ví dụ một cặp này đi. Cái cặp này này, chắc chắn đây là một trống một mái luôn. Mình khẳng định với mọi người, chắc chắn đây là một trống một mái. Khi mà con chim bồ câu nó nở ra thì khi mà nó thường thường nó nằm á, thì nó nằm ngược hướng nhau, thì chắc chắn đó là con chim bồ câu trống hoặc là mái. Đây là chim bồ câu dưới 10 ngày tuổi nhé. Mình đã biết là trong chuồng nó là chắc chắn có một con trống và một con mái rồi. Thì mình sẽ đợi nó lớn lên khoảng một thời gian nữa thì mình sẽ biết nó là trống hay mái 100%. Tại vì nhiều người nuôi á, thì họ không có biết cái cách phân biệt con chim bồ câu. Thì thành ra là khi mà mình nuôi chim bồ câu á, thì mình sẽ xảy ra cái tình huống đó là mình ghép nhầm hai, có thể là hai cặp mái, thì nó đẻ một lúc 4 trứng thì 100% là không có cổ, hoặc là mình ghép cặp phải hai con trống thì nuôi mãi không thấy đẻ, thì thành ra là mình phải ghép đúng cặp thì nó mới có thể nó sinh sản được. Thì mọi người lưu ý nhé, nếu mà mình ghép không đúng thì đôi khi nó xảy ra cái tình trạng là nó đánh nhau ở trong một cái chuồng, nó đánh nhau đến chết luôn thì mình sẽ bị thất thoát nhé. Còn chim bồ câu đây cho mọi người xem này, thời gian mình là phân biệt chuẩn 100% luôn nhé. Và chim bồ câu đang con rất là tốt, chim con khoảng 11-12 ngày tuổi thôi, chim rất là mập nhá, nuôi con rất là mập. Người thấy mập không? Và chim bồ câu bố mẹ lúc này là chăm con hoàn toàn bằng sữa diều nhá, chứ chim bồ câu con là nó không biết ăn đâu mọi người. Vài ngày nữa là nó mọc lông đầy đủ để trông nó mới đẹp. Còn ở trại mình á, mình sử dụng máy ấp trứng á, nên là mình ghép lẫn lộn luôn. Khi mà nở ra thì con chim bồ câu có thể là con bồ câu gà, thì nuôi con của bồ câu Thái luôn. Đây thì chắc chắn là mình không thể áp dụng theo cái hướng mà chim bồ câu nó nằm ngược hướng nhau được, tại vì đây là mình sử dụng máy ấp trứng. Còn đây là cặp bồ câu mình đang cho nuôi ba luôn, thì cái việc mà áp dụng mà phân biệt chim bồ câu trống mái thì mình có thể áp dụng ở rất nhiều độ tuổi khác nhau luôn. Nhưng mọi người có thể xem cái cặp bên cạnh này, khi mà mình làm nội dung xong thì mọi người quá dễ hiểu rồi. Con chim bồ câu ở trên là trống nhá, ở dưới là mái này, thì con trống mọi người thấy đầu nó to không, đầu rất to nhá, còn con mái ở dưới kia đấy, rất dễ mình có thể biết được. À, đang nuôi ba này rất tốt luôn em ạ. Đây là thức ăn này. Và cái việc phân biệt trống mái cho chim bồ câu á, thì nếu như mà mọi người phân biệt cái cách đầu tiên và khó khăn á, thì mọi người cứ áp dụng cách thứ hai. Nhưng mà mình nghĩ cái cách mà để cho nhiều người mới nuôi chim bồ câu hoặc là chưa biết gì về chim bồ câu á, thì mình có thể áp dụng chính xác 100% á. Đó là mọi người cứ sờ vào chỗ cái hậu môn của con chim bồ câu á, nếu mà nó khe của nó rộng và mình khi mà mình ấn mạnh vô một tí, mình nghe cái chỗ đó nó mềm và nó có tính đàn hồi á, thì đó là con chim bồ câu mái nha. Còn con nào mà rất hẹp mà mọi người ấn nó không vào được, mà cái khe của nó là kiểu như có hai cái xương mà nó không có cái xương sụn ở đó, thì đó là con trống 100% luôn. Mọi người cứ thử áp dụng đi. Mình nghĩ rằng cái cách này là ok nhất cho tất cả mọi người luôn. Thì nếu như mà mọi người mà còn khi mà áp dụng mà có thể là không quen hoặc là chưa có nắm kỹ thuật nhiều, thì cứ trao đổi với mình. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt trống mái hoặc là tất cả những cái kỹ thuật về nuôi chim bồ câu, để làm sao mọi người có một cái nhìn hoặc là những cái kinh nghiệm mới nhất để mọi người có thể nuôi chim bồ câu thành công. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Thì hy vọng mọi người xem video này và thấy kênh của mình hay hoặc video mình hấp dẫn, thì cho mình like hoặc là comment xuống bên dưới để mình có thêm những cái động lực để mình ra tiếp video để phục vụ mọi người.
Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người nhé.